Màn hình. Bây giờ chúng ta sẽ viết cái event cho cái việc mà khi người ta nhấn chuột chọn một cái dòng thông tin nào đó trong cái bảng dữ liệu chúng ta. Thì chúng ta mở qua chuột để chúng ta viết code vào trong cái event này. Thì đầu tiên là mình phải lấy được cái model của này ra, default table model bằng cái bảng của chúng ta chấm get model. Các bạn gõ xong nó hiện ra mình chọn chứ không phải ngồi gõ từng chữ lại nha các em. Khi nó lỗi thì mình phải dứt điểm ngay cái lỗi này. Cast. Ok. Hay. Tiếp theo chúng ta xem là người ta chọn vào cái dòng số mấy trong đó. In y. Y chứ là cái dòng số mấy người ta chọn bằng cái bảng của chúng ta. Chấm get select this row. Tức là người ta đã bấm chọn vào dòng nào, đó là bấm vào cái dòng đầu tiên là y bằng 0, bấm chọn dòng thứ hai là y bằng 1, cứ như thế. Sau khi có cái dòng rồi, chúng ta bắt đầu lấy giá trị ra string uname bằng cái model là chấm get value s tại dòng y và cột 0 của bảng, cột 0 của bảng. Rồi chúng ta bấm vào đây xem. Chúng ta sau khi có này xong thì mình sẽ thử set vào trong này, mình coi thử là cái name này là txt u name ha. Tiếp theo dưới này mình đặt cái tên là txt u bus. Cái này sẽ là txt u email và đây là txt u country. Bây giờ mình set cái giá trị đó vào uname xem nó chạy được chưa. Txt, các bạn gõ txt bấm control space là nó hiện ra, là mình chọn mục uname chấm set text uname. Rồi bây giờ mình chạy thử nè đoạn code này. Bấm vào đây, mà thấy nó lay U2, như vậy là ok. Mình tiếp tục, chúng ta copy cái đoạn code này ra. Rồi, chỗ này sẽ là mình UBUS. UBUS thì mình lấy cột số 2. Tiếp theo là UEmail thì mình sẽ lấy cột số 3. Số 3 tức là 2 đó. U country mình sẽ lấy cột cuối cùng và mình set vô chỗ này u name. Rồi tiếp theo là u email, tiếp theo là u xin lỗi u bat chứ, dưới này là u email, dưới này là u country và chúng ta sẽ gán là gì, string bat UBUS. Cái này là string U email và đây là string U country. Rồi bây giờ mình run thử đoạn code này xem nha. Bấm vào đây. Ok, U1, U12 VN. Tiếp theo. Okay. Như vậy là chúng ta đã kích chọn được một dòng thông tin thì dữ liệu lên trên này. Bây giờ các bạn sẽ làm cái nội dung này nhé.